Hello, xin chào các bác. Tối ngày 14 tháng 11 năm 2023, hành trình đem những cái sản phẩm đến với lại các bác khách là người tiêu dùng. Hôm nay thì ca này chính xác là ca thứ 3. Buổi sáng nay thì anh em chúng em có mặt tại Bắc Ninh. Còn tối nay thì ca này là ca đầu tiên tại Ninh Bình. Em đang lẽo đẽo theo sau máy của bác ấy, vừa lắp vừa test một vài đường cày cho bác ấy. Con răng ma 3.000 một cầu. Đất ở đây thì nó còn hơi ướt anh em ạ. Chào Hoàng Xuân Linh, chào Trần Anh An nhé. Con này nó hơi mất thời gian một chút vì cái là cái dòng máy cổ đời nhà Tống này thì nó nhiều cái vấn đề đơ răng kiếm xích nó kém. Đấy, đất lên đổ rất là ok. Nhưng mà cái răng xích của con này hiện tại đây bây giờ đang rất là thừa. Cả hai bên răng xích của con răng ma này đều thừa anh em ạ. Cày nó cứ lắc lư. Nó phải đi khoảng độ 1 mét thì bắt đầu nó mới vào vị trí của nó. Ông Hải ông ấy đã, ông vợ ông ấy lên giường, ông ấy nằm xem livestream rồi. Đấy. Yên tâm, mới sắm được đôi giày xịn rồi, giờ đi cày mà đi test cày cho các bác thì có chạy nhông nhông cả buổi không vấn đề gì. Đất phun như máy tuốt lúa rồi. Chào bác Trần Văn Luật. Cẩn thận không có rắn. Úi xôi, có một chút thôi mà các bác đã đẩy cái livestream này của em lên tương đối nhiều. Thật thú vị. Đó cũng là cái sự mong chờ của em. Các bác vào xem càng nhiều thì ở nơi xa xôi như thế này là em cũng không bị gọi là lạc lõng. Tại vì là trên màn hình đó là cũng nhiều các bác đang đồng hành cùng em. Công việc nó chưa hoàn thành thì về đâu được hả anh Dũng ơi? Anh này anh cày, nhìn cái đường cày của anh biết là anh kinh nghiệm. Nhà anh ấy là có hai con răng ma 3.000. Nhưng mà đặc biệt hơn là tất cả các tỉnh thành, em đi mọi nơi đấy thì khu vực Ninh Bình nói riêng, anh em ở đây thì rất là chuộng răng ma dòng một cầu. Đấy. Con này như lúc đầu là đến là đơ răng kiếm xích của bác ấy vặn mãi không ra. Ấy như hiện tại đấy các bác xem, lúc nâng cái cày lên là nó đang có hiện tượng là lắc sang trái xong lại lắc sang phải. Đấy. Con này bây giờ nếu mà lắp thêm cái đối trọng ở đầu cho hai cái bánh đà khoảng 5-70 cân vào đầu thì đi nó mới sướng các bạn. Mai em mượn được cái đèn pin của bác chủ nhà em xoay cho nên là các bác nhìn nó mới rõ đấy. Chứ đất thì lên ok lắm rồi đấy. Đấy. Em xin chào 25 bác đang đồng hành cùng video của em. Úi dồi. Bác này đấy, bác ấy xử lý rất là kinh nghiệm. Cái đoạn nào mà rơm rạ nhiều đấy là bác ấy sẽ đi rất là chậm. Nó chậm một tí nhưng mà nó được đường nào được luôn đường đấy. Nó không bị lõi. Vào đường sau anh em đến đoạn đấy là anh em cứ đi phăng phăng thôi. Chứ còn nếu mà anh em mà bị trượt cày mà anh em không đi lại cày lên thì vào cái lượt sau anh em cày nó sẽ bị bỏ lại.
Trong đêm nay thì em có 3 ca, 2 ca tại Ninh Bình. Hiện tại là em đang có mặt tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Một chút nữa là em sẽ có mặt tại Yên Mô, không biết là cái xã nào nhưng mà nó thuộc của huyện Yên Mô của Ninh Bình. Còn ca mà tầm 12 giờ đến 1 giờ sáng là em sẽ có mặt tại xã Yên Tiến của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đấy. Các bác mà có thích xem cày thì các bác cứ khung giờ đấy, hay là các bác bật theo dõi Facebook riêng của em. Khi nào mà em phát trực tiếp thì nó sẽ thông báo. Nó giờ nó đang bị cái giằng xích nó đang kém. Đấy, các bác nhìn cái bánh lái của em đặt nhá, chuẩn gọi là như 100%. Từ cái lúc mà đặt dàn cày xuống dưới từ nhà mà vào đến lúc đi cày ruộng như này là em chưa phải chỉnh cái gì mấy đâu. Chỉ có mỗi cái chảo đầu với lại chảo cuối nó ăn nông ăn sâu rồi. Đấy. Đất hót đẹp. Kinh nghiệm thật ấy. Nhiều bác là cứ đi đến cái đoạn này rơm rạ nó nhiều quá là các bác cứ phi ở mầm là nó trượt. Đấy, như bác này bác ấy đi kinh nghiệm là bác đi thật chậm. Đất lên hết. Bắn đêm thì quay video thì nó không được đẹp như ban ngày rồi. Nhưng mà nó cái công việc nó bận mãi. Lịch của các bác nhiều quá. Được rồi. Đúng rồi. À. Nhưng mà anh đi nó có bị nhao nhao máy không? Không. Không à? Máy đã được rồi. Con này cái sau phải hơi lâu. Đúng rồi, cái này là đẩy dài cái trống giữa ra. Nhưng mà con này của anh về anh phải xử lý lại cái giằng xích cho em. Chứ giờ nó đông đưa lắm anh ạ. Đây. Đấy, này, em đạp phát nó lại đẩy đi đẩy về này. Nó căng đặt phát nó ăn ngay, kể cả những cái chỗ mà rơm ra mà lúc anh đi chậm ấy, nó cũng bập được. Đây căn bản là do cái giằng xích của mình nó không ghìm được cái cày. Nó đến cái đoạn đấy là nó có một cái lực nó đẩy cày lên ấy là nó bị nổi. Nó trượt. Nhưng mà anh kinh nghiệm rồi, anh đi cái đoạn đấy anh đi chậm vào là nó ăn được hết. Nếu chỉnh cái nào thì chỉnh luôn đi. Không được rồi. Cái đấy là chỉ cắt thôi, cái giằng xích của mình bây giờ nó đang dài. Hai cái giằng xích hai bên ấy. Đấy nên chú nhìn cái cày của mình nó lắc lư này. Đấy. Đấy con này ấy, anh ấy làm cái đối trọng ở đầu nữa thì đi bao phê luôn. Như vậy được đấy. Vâng. Ở đây thì không cần phải test được bờ đâu. Đường bờ thì con này thì quá ok rồi. Đứng trên bờ vậy nhưng mà cũng không sâu đâu. Được đấy. Nông. Chỉ có đang lắc ra lại thôi. Những cái dòng máy đời nhà Thanh, nhà Nguyễn này thì mình không tránh được. Nhưng mà nghe nói chung là còn chất chứ không đến nông nỗi. Đời thì đời sâu thôi nhưng mà được cái là anh chủ máy anh ấy đi anh ấy biết. Này nó cày giỏi đấy ông ạ. Vâng. Thế nên cho nhìn cái cách xử lý của anh ấy là cháu biết. Đấy. Trông đất thì lên lắm nhưng mà ít đất lắm. Không nhiều đâu. Ít đất thôi mà. Vâng. Ở thêm mấy chỉnh cho ông ấy. Xong rồi. Đây cứ thế này đi thôi. Cái là nếu mà đất mà nó khô tí nữa thì cày nó còn nhẹ máy nữa. Đây đất hơi ẩm à? Vâng, lắm đoạn là nó ẩm quá nó đùn lên như kiểu đùn gạch ấy. Đất nó khô lên nó vỡ vụn ra vậy thì nó cuộn tròn lên đẹp. Vâng, đất khô có mấy giây ngoài đây khô lại. Vâng, hai giây này đang ẩm nhất. Thôi, xong rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.
hẹn các bác vào những cái video lần sau. Đó. Chỗ này anh phải đi chậm lại, như lúc nãy anh đi chậm lại cái là ok. Bánh lái nó cứ găm được xuống dưới nền như thế này là chuẩn lắm. Rồi. Có khả năng là xong cái ca này là bác ấy đặt thêm một cái dàn cày nữa. Chứ bác ấy định đặt hai cày, hai dàn, nhưng mà vì cái là đấy anh phải đạp thế này. Ê, nó lắc lư. Giờ nó đang đổ sang bên phải, máy của anh nó ghé. Anh chỉnh bên này nó căng cái gì cơ. Bên này vẫn có vào được màu. Ừ. Chỉnh đi, chỉnh luôn đi. Nó được thì nó được rồi. Thôi cái này thì anh nãy em vặn mãi không được. Này, chụp. Đấy, cái này hình như là cái này còn vào được nữa mà. Vặn cái giá nó. Sao nãy lúc nó căng thế mà giờ nó lại à, nó chạy 3 cái nó đặt nhau, nó kéo lệch rồi đây. Đi. Nó vào nữa mà. Cái này chạy phẳng thì phẳng lại như là thôi đấy. Sao nó chạy gớm được. Đưa anh thư cho, điện thoại cho. Tụt. Không, anh nâng cày lên đi. Anh nâng lên tí nữa thì mới một người đẩy sang bên này thì nó mới sang. Anh nâng cái cày lên thì mới kéo được sang. Lưng lên đẩy sang. Đây. Vừa rồi chúng lấy chân đạp. Đạp. Có được đâu. À, hết cỡ chưa? Ngăn cắt ngắn đi bộ rồi mà. Vẫn chưa đủ, tay cắt bộ. Cắt dài như vậy cắt ngắn quá. Được. Đây. Nó phải căng ghép. Thôi cái này anh phải xử lý xong được thì là cũng ngon rồi. Được chưa? Các bác thông cảm nhé, cài thì ok rồi nhưng mà cái dàn xích nó hơi lỏng lẻo tí. Cả hai bên đều thừa. Mà cái lỗ giang ma này nếu mà để ra quá tầm đây thì nó lại ngắn cái đơ. Đấy. Cái này về phải cắt hai cái đầu ren. Ok. Rồi nó quay ra cái hai quanh luôn. Cày hết cái chỗ này đây. Ôi giời. Cày hết cái chỗ này đi cả để kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm. Nãy giờ cày mấy sào rồi? Mấy sào quay hết chỗ này. Cày hết cái chỗ này đây. À chà, ở trên bờ hãy còn mấy bác đang theo dõi các bác ạ. Ui ôi, vẫn phải cày vài đường nữa mới hết các bác ạ. Chưa tha. Đấy. Phải kéo sang này thì nó mới hết bờ được. Rồi. Thôi em chả đuổi nữa đâu các bác ạ. Ok, nó là ok. Rồi. Còn phải sớm sủa một tí để lên đường phục vụ các bác chứ. Còn mấy bác khách kia các bác ấy ngóng chờ lắm. Ok. Được chưa anh? Ngoan rồi. Mỗi cái dàn xích, hai cái dàn xích nãy bổ cắt dài tí, cắt ngắn quá. Bây giờ nó trùng lại đúng không? Nó trùng nhiều ấy. Giờ phải cắt bớt đằng bên kia nữa. Tối rồi mà các bác vào theo dõi video nhiều thế. Thôi, em xin hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau. Chào 2600 anh em đang theo dõi video. Con số tụt dần.